Hello, chào cả nhà nha. Tiếp tục nướng cá ăn cơm nữa cả nhà. Ba thành viên nè. Hai thành viên này mới chống xuống hồi nãy. Chị nó thành viên tới. Rồi bữa đó nó đang mọn cái rô nó lòi đi mất tiêu luôn rồi. Chết trời sống. Chết rồi. Rồi. Trời xuống đi chờ nó trao rồi. Quà đó trên cái giò mà mọn cá không đụng trời. Bài luôn, hết biết. Hết biết luôn. Cái vô nó bự luôn cả nhà ơi. Nãy tao ủng công mò lại lỗ nó tiêu luôn. Cái vô bạn cá vô dữ không? Cái vô bự hơn cái vô. Nướng cá sang trọng cả nhà, cho nguyên lên cái đống chàm luôn nè. Giữa đồng thà lôi nè. Sớm chấm cái chỗ đó có vàng gồng à, xuống cái hiển chạy bà nội nó tiêu luôn. Ớm cái gì lúc cái đụng xuống một cái ha, nó chạy ra cái máng nước rồi nó tiêu luôn. Chứ nó chạy cái gì? Cái gặp lại sáng đó. Cái đó nè hả? Ừ. Cái rô phi hay cá lóc gì á? Cá rô phi bự. Cá lóc. Chuối mà cá lóc khuy là nó chạy ở đây ít mức cá đồ khuy lắm, cá lóc không à. Tôi làm hai con rồi uống chút cũng răng vậy đó. Bắt đường con hả gì? Hai con cỡ nửa ký không? Hai con chứ đi, con nó cỡ 300 gram cái gì? Rồi đó, hai con. Này mà này im gió ha, này có lý hơn ngày qua, qua cái này quá gió quá khỏi khỏi dữ lắm luôn rồi. Bị mấy ký rồi Vi? 2 ký. Sáng ngày mình chỉnh cho nó tú rồi nó tờ đâu nó bằng cái này tè le cho này chứ. Cá đồng này cả nhà có chơi rượu này là tới bến luôn cả nhà, là xuồng ra là lội bỏ là lội không luôn. Khỏi chống luôn. Trời, nắng dữ trời. Cá rô phi, cá lóc, cá rô nướng chui cả nhà. Nướng chui bạn đó. Này mới 12 giờ mấy. Rớt cá hết luôn rồi. Mai công nhận trời im gió. Cá rô chín rồi đó. Bằng cái cảnh này nữa cả nhà. Là giữa đồng nướng cá. Quá sang trọng luôn. Cái này nhà hàng dưới nước. Mẹ quay mặt cho nó quay cái để nó đụng mẹ ai coi thôi, không có mặt mày mai mốt mày đổ thừa. Không quay mày. Thay chết rồi. Quy.
Mày nghe anh tới nè. Cỡ bận gì cỡ, quay phim mà cỡ. Cái nhà yến nó thấy có yến có én gì đâu tầng. Có mấy con. Có biết nào lấy vốn ở nhà nó được. Nó không vô. Ta giàu quá. Đông cần đi lấy vốn. Có. Địa hình cho đó nó trống quá. Không có cây cối gì bịch á. Cái nó chùi cho muối ớt còn dễ bằng xèo xèo quá. Xèo xèo cái nè. Cái máy con biên máy nó bền ghê nè. Máy nó mấy năm mấy năm rồi. Cớ muốn đầy thùng luôn coi. Thế là đứng đầu bảng rồi. Cá đứng đầu à. Anh này có biệt danh là rái cá cả nhà. Anh bắt cá ghê lắm. Rái cá. Trong mình ở đây cũng là huyện Tân Hưng nha. Tân Hưng Long An á. Không ai không ai nó dễ dễ gì có không hôm nay đêm nào bữa nào nó cũng nướng cái này chọc nướng chọc tích rồi đại ca chấm la ra xuống rồi kìa ra cường vì thắng nó tươi tươi chấm vô rong nó dính tờ đất cơ cho vào ống hút nè dính đồng rồng kỳ vậy. Ít củi quá mà nó chín nổi. Ba cây bự không trái, không trái ba cây con không đâu. Nó cứ bự lớn nhẹ ha. Ướt quá chùm đâu trái. Cái nhà gì miền Tây mới gặp cái này nha cả nhà. Chỉ có miền Tây thôi nha. Nướng cá giữa đồng nước vậy nè. Về Long An ơi. Về Long An cũng được, về miền Tây cũng được cả nhà. Về Đồng Tháp 10 cũng được nữa cả nhà. Của mới vớt hôm qua mà khô vậy.